Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Dmitry Kiselyov, lãnh đạo tập đoàn truyền thông Russia Chegodnia do chính phủ Nga quản lý, cho biết các công ty của trùm Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, hưởng lợi lớn khi làm việc cho chính phủ Nga với những hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ rúp, đài RT đưa tin. Phát biểu trong chương trình tin tức hàng tuần, ông Kiselyov nói rằng công ty quân sự tư nhân Wagner của ông Prigozhin đã nhận được hơn 858 tỷ rúp, khoảng 9,8 tỷ USD, theo các hợp đồng công ty này đã ký với nhà nước. Ngoài tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông trùm Wagner còn sở hữu tập đoàn Concord hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống và truyền thông. Tập đoàn Concord thu được 845 tỷ rúp với sự hỗ trợ ký thầu từ nhà nước Nga. Theo ông Kiselyov, tập đoàn Concord của ông Prigozhin có ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ và khiến một số người có ấn tượng rằng tập đoàn Wagner là đơn vị có năng lực nhất ở tiền tuyến mà Nga có được. Ông cũng nói thêm rằng ông không muốn hạ thấp công lao của bất kỳ ai, nhưng cũng nhắc lại rằng đơn vị quân đội chính quy Nga đã chiếm được thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, vốn được phòng thủ rất nghiêm ngặt, nhanh hơn so với việc lính Wagner chiếm được thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Phát biểu của ông Kiselyov được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27 tháng 6 lưu ý rằng tập đoàn Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước. Ông Putin nói rằng trong năm ngoái, chính quyền Nga đã phân bổ 86 tỷ rúp để trả lương và cung cấp các ưu đãi cho lính Wagner. Theo ông Putin, tập đoàn Concord của Prigozhin đã nhận được 80 tỷ rúp từ nhà nước trong một năm để cung cấp thực phẩm cho quân đội. RIA Novosti dẫn lời ông Putin nói trong cuộc họp với lãnh đạo quân đội tại Điện Kremlin hôm 27 tháng 6 cho hay, tập đoàn Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước Nga. Bộ Quốc phòng và ngân sách nhà nước của Nga đã cung cấp và trả tiền cho các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Wagner. Theo Tổng thống Putin, trong khoảng thời gian từ tháng 5 2022 đến tháng 5 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp, khoảng 1,04 tỷ USD để trả lương và các khoản khác cho các binh sĩ Wagner. Trong khi đó, người sáng lập tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm Concord, đã kiếm được hàng tỷ rúp từ các hợp đồng nhà nước. Ông Putin nói, khi việc duy trì tập đoàn Wagner đặt lên vai nhà nước, chủ sở hữu Concord đã nhận được 80 tỷ rúp, tương đương 960 triệu USD, từ chính phủ trong một năm bằng cách cung cấp thực phẩm cho quân đội. Tôi hy vọng không ai đánh cắp bất cứ thứ gì trong khi thực hiện các hợp đồng này. Tổng thống Nga đồng thời cũng nhấn mạnh, chính quyền sẽ điều tra kỹ lưỡng số tiền đã chi cho Wagner. Trong bài phát biểu trước đó, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến những chỉ huy và chiến binh Wagner vì quyết định dừng vụ nổi loạn trước khi quá muộn và không cho phép xảy ra đổ máu. Ông khẳng định sẽ giữ lời hứa mà ông đã đưa ra trong quá trình đàm phán với Wagner. Tổng thống Putin cũng cho biết ông không mạnh tay ngăn chặn vụ nổi loạn của Wagner ngay từ đầu để tránh đổ máu và để củng cố khối đoàn kết dân tộc. Wagner là công ty quân sự tư nhân do ông trùm Yevgeny Prigozhin thành lập. Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga ở miền đông Ukraine, đặc biệt ở thành phố Bakhmut, sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Tờ Investia dẫn nguồn tin hôm 1 tháng 7 cho hay, toàn bộ nhân viên của tập đoàn truyền thông Patriot đã bị sa thải và họ cũng đã nhận được thông báo phù hợp. Theo truyền thông Nga, nhóm truyền thông của ông Prigozhin bao gồm RIA Federal News Agency, gọi tắt là RIA Fan, Politica Chegodnia, Economy Today, Netskie, Novosti và People's News bị chặn truy cập và ngừng hoạt động. Trước đó, Roskomnadzor, cơ quan quản lý truyền thông Nga đã chặn truy cập những kênh truyền thông liên quan đến ông Prigozhin và lực lượng Wagner sau cuộc nổi loạn của lực lượng này. Theo nhiều nguồn tin, các kênh truyền thông thuộc tập đoàn Patriot của Wagner sẽ bị chặn vô thời hạn. Hiện tương lai tập đoàn truyền thông Patriot cũng trở nên bất bền và ông trùm Wagner cũng chưa đưa ra thông báo mới. Nga đã chặn quyền truy cập vào một số trang web tin tức liên quan đến doanh nhân Yevgeny Prigozhin, người có công ty quân sự tư nhân Wagner Group có liên quan đến cuộc binh biến diễn ra trong thời gian ngắn vào tuần trước. Truy cập công cộng đã bị hạn chế đối với riafan.ru và 4 trang web khác hoạt động dưới sự bảo trợ của tập đoàn truyền thông yêu nước, theo cơ sở dữ liệu do cơ quan quản lý Roskomnadzor RKN điều hành. Trang web của nhóm cũng đã bị đưa vào danh sách đen. Các trang web chủ yếu tập trung vào việc đưa tin về sự bế tắc của Nga với phương Tây và hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời nhân viên của các cửa hàng bị ảnh hưởng nói rằng công ty mẹ của họ sẽ đóng cửa và tất cả các công ty con ngừng hoạt động.
Prigozhin, người ban đầu kiếm được nhiều tiền với tư cách là một ông trùm kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống, được liệt kê là người đứng đầu hội đồng quản trị của tập đoàn truyền thông yêu nước cho đến tháng 5. Trước đó, RKN đã ra lệnh cho nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Nga VK gỡ bỏ các trang web có liên quan đến Wagner để ngăn chặn sự lan truyền những lời kêu gọi nổi dậy vũ trang. Vào ngày 23 tháng 6, Prigozhin, người đã cáo buộc Bộ Quốc phòng xử lý sai chiến dịch ở Ukraine, đã tuyên bố một cuộc tuần hành đòi công lý đối với Moscow. Các chiến binh của anh ta đã tạm dừng bước tiến của họ vào tối thứ Bảy và quay trở lại căn cứ của họ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền. Cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang đã được bãi bỏ như một phần của thỏa thuận và các thành viên Wagner được lựa chọn ký hợp đồng với quân đội Nga, trở lại cuộc sống dân sự hoặc chuyển đến Belarus. Prigozhin được phát hiện lần cuối khi rời thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga hôm thứ Bảy, sau khi đột ngột ngừng cuộc hành quân của quân đội ông vào Moscow. Anh ấy đã phát hành một tin nhắn âm thanh vào thứ Hai giải thích quyết định quay trở lại quân đội của mình. Điện Kremlin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Bảy tuyên bố rằng Prigozhin đã đồng ý rời Nga đến Belarus. Cuộc nổi dậy do tập đoàn Wagner tổ chức chống lại Putin đã gây ra những hậu quả sâu rộng. Chính phủ Nga đã nhanh chóng đáp trả bằng một cuộc đàn áp đối với nhóm và các thành viên của nhóm, tìm cách dập tắt mọi dấu hiệu chống đối trong hàng ngũ của nhóm. Một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Wagner đã bị giam giữ và các thủ tục pháp lý đã được tiến hành chống lại họ. Kết quả của cuộc nổi loạn là tập đoàn Wagner đã bị giải tán, khiến các thành viên và ban lãnh đạo của họ rơi vào tình trạng bấp bênh. Với việc giải thể nhóm, nhiều thành viên của nhóm thấy mình không có một tổ chức có cấu trúc để trực thuộc. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò và hoạt động trong tương lai của họ. Việc giải tán cũng là một động thái mang tính biểu tượng của chính phủ Nga nhằm thiết lập lại quyền kiểm soát và loại bỏ bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào đối với chính quyền của họ. Sau cuộc nổi loạn, các thủ tục pháp lý đã bắt đầu chống lại các nhà lãnh đạo tập đoàn Wagner có liên quan. Các tội danh bao gồm từ nổi loạn đến bất tuân lệnh và phải chịu những hình phạt nặng nề theo luật pháp Nga. Kết quả của các quy trình pháp lý này sẽ có tác động sâu sắc đến tương lai của ban lãnh đạo nhóm và có thể tạo tiền lệ cho các trường hợp tương tự trong tương lai. Cuộc nổi dậy và sự tan rã sau đó của tập đoàn Wagner đã thu hút sự chú ý của quốc tế và làm dấy lên các cuộc thảo luận về ảnh hưởng và hoạt động của các nhà thầu quân sự tư nhân. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về vai trò của các nhóm như vậy trong các cuộc xung đột và khả năng gây mất ổn định khu vực của chúng. Nó cũng đã thúc đẩy các lời kêu gọi về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong hoạt động của các tổ chức này. Liên quan đến cuộc nổi loạn chớp nhoáng của Wagner vào hôm 24 tháng 6, theo giới quan sát, đây được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Nga phải đối mặt trong hàng chục năm qua. Theo thời báo New York Times, giới phân tích đánh giá, đây là thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nhậm chức từ 23 năm trước. Nhiều người bày tỏ quan ngại về vấn đề có hay chăng việc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner nổi loạn sẽ trở thành một cuộc biến động và thay đổi đối với nền kinh tế hiện nay. Nga không nằm trong top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới suốt nhiều năm. Tuy nhiên, họ vẫn là một trong những nước cung cấp năng lượng lớn nhất cho toàn cầu, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc và Ấn Độ, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây sau xung đột tại Ukraine hồi đầu năm ngoái. Bộ Ngoại giao Qatar bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Nga, đồng thời nước này cũng nhấn mạnh căng thẳng leo thang tại Nga và Ukraine sẽ tác động tiêu cực lên hòa bình, an ninh quốc tế, đặc biệt là với nguồn cung năng lượng và lương thực. Nếu nguồn cung năng lượng từ Nga bị gián đoạn nghiêm trọng, Trung Quốc và Ấn Độ có thể cạnh tranh nguồn cung với phương Tây từ nơi khác. Nếu biến động chính trị làm gián đoạn xuất khẩu các mặt hàng như ngũ cốc hay phân bón, cung cầu sẽ bị xáo trộn, kéo giá cả lên cao. Giá năng lượng và lương thực toàn cầu đã tăng cao sau xung đột tại Ukraine đầu năm ngoái, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ. Sau đó giá dần hạ nhiệt, nhưng cuộc chiến kiểm soát giá vẫn chưa chấm dứt và đang ở trong giai đoạn quyết định. Từ đầu năm, nhu cầu năng lượng toàn cầu yếu đi khi các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Giá dầu thô Mỹ giảm gần 14% năm nay, xuống dưới 70 USD một thùng. Năm ngoái, giá này từng lên trên 120 USD. Dầu Brent cũng giảm tương tự. Dù vậy, nhu cầu dầu vẫn được dự báo tăng kỷ lục năm nay. Libya và Venezuela từng ghi nhận xuất khẩu năng lượng giảm mạnh vì biến động chính trị trong nước. Số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy sản xuất dầu của Libya giảm 1,7 triệu thùng một ngày, xuống thấp kỷ lục 365.000 thùng năm 2020. Sản xuất của Venezuela cũng xuống thấp nhất nhiều thập kỷ năm đó. Theo phân tích của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại CFR, so với hai nước trên, Nga có tầm quan trọng lớn hơn nhiều. Nga cung cấp 10% nhu cầu dầu thô toàn cầu khi sản xuất gần 10 triệu thùng một ngày. Họ cũng là nước xuất khẩu dầu nhiều thứ hai sau Ả Rập Xê Út trong Liên minh OPEC cộng, với gần 8 triệu thùng một ngày. Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm giảm nguồn thu từ năng lượng của Nga
Tuy nhiên, xuất khẩu dầu của Nga đã phục hồi về mức trước chiến sự, khi Trung Quốc và Ấn Độ thế chân châu Âu mua dầu Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!